từ dân chủ đô la đến dân chủ euro. Vừa qua trên Facebook đồng hành với New no You có đăng tải bài bình luận về sự bất thường của ông Nguyễn Quang A và các nhóm chống cộng trong nước đang dán mác xã hội dân sự độc lập. Cho ra tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự về việc bắt cóc và câu lưu Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A và Bùi Thị Minh Hằng. Trong khi các ông bà này trước đó la làng thường xuyên về việc mình bị công an mời làm việc, kiểu này như đi chợ, nhưng không hề cho ra bất cứ một tuyên bố rầm rộ nào. Đừng nói gì đến việc vận động ký tên khuất trương hùng hậu như một chiến dịch truyền thông lên án Formosa, lên án hiến pháp, đòi đa đảng, ủng hộ giáo phận Vinh, vân vân như thường lệ. Tác giả Facebook đồng hành với No You cho rằng Đây là động thái ông Nguyễn Quang A quyết tâm công khai vai trò thủ lĩnh tinh thần, phong trào chống cộng quốc nội nhằm cứu vãn tình trạng xuống dốc, ảm đạm hiện nay. Nhưng tôi lại cho rằng đây là động thái các nhóm dân chủ trong nước đã một lòng hướng về EU và muốn khai thác sự việc này để thổi phồng và khuếch trương khuynh hướng đó. Nhằm thể hiện cho nước Mỹ, cho ông Trump thấy không có ông thì chợ vẫn vui cũng như định hướng cho phong trào dân chủ cần biết mục tiêu vận động của mình bây giờ nằm ở các nước EU chứ không còn là nước Mỹ như trước. Nhìn cục diện phong trào chống cộng nội và ngoại ảm đạm, xịt xèo như bánh đa nhúng nước đợt trăm qua Việt Nam và dịp APEC vừa qua. Cơn lên đồng với khẩu hiệu của cô ca sĩ hết đát mai khôi, đòi đái vật trăm. Đủ thấy họ đã mất hết hy vọng vào nước Mỹ sẽ đóng vai trò lãnh đạo thế giới về nhân quyền như trước đây. Luật khoa tạp chí của tổ chức Voice, cánh tay của Việt Tân, đã trở thành nơi chống trầm quyết liệt hơn cả chống cộng. Như mô tả rất thuyết phục của Facebook Hội Phát Cuồng Nhà báo Phạm Đoan Trang đều cho ta thấy rõ việc này. Chiến dịch ký tên ủng hộ tuyên bố của các tổ chức xã hội dân sự về việc bắt cóc và câu lưu Phạm Đoan Trang, Nguyễn Quang A và Bùi Thị Minh Hằng diễn ra hầu hết trên các trang web chống cộng lớn ở trong nước. Có thể thấy giới dân chủ rất xem trọng buổi đối thoại nhân quyền giữa Việt Nam và EU trong ngày đầu tháng tới cũng như nhất loạt hướng về cuộc thương thảo EVFTA với hy vọng EU sẽ cho họ cơ chế được tự do ngôn luận với chính quyền Việt Nam. Có thể, Buổi gặp mặt vừa rồi, ông Nguyễn Quang A và nhóm Dân Chủ được các vị đại sứ EU hứa hẹn sẽ thay nước Mỹ, sẽ cho họ cơ chế bước lên diễn đàn chính trị như ám chỉ của dàn lâu nhâu bên ngoài sau sự kiện. Nên các tổ chức chống cộng trong nước quyết tâm diễn vai đoàn kết, bất khuất, danh chính ngôn thuận để lấy lòng EU cũng như chứng minh tiềm lực của mình với các đại sứ EU. Khi Trump đang khiến nước Mỹ tạm giảm xuất khẩu nhân quyền, Việt Tân đang bị kiện và một loạt các chân rết Việt Tân tiêu tiền Mỹ vừa bị triệt tiêu. Các quốc gia EU giàu có sẽ được các nhà dân chủ coi là cái phao cứu sinh trong ít nhất 3 năm tới, trừ khi giới chính khách và tinh hoa chính trị ở Mỹ lật đổ được trăm. Nếu tinh ý nhìn vào danh sách ký tên khởi xướng bản tuyên bố nêu trên, còn thấy trong 38 cá nhân ký tên khởi xướng có 10 người sống ở châu Âu, trong tổng số 12 người sống ở ngoại quốc và không chứa người nào sống ở Mỹ. Người khởi xướng và đứng đầu bản tuyên bố là ông Nguyễn Quang A, sau chuyến đi Mỹ cùng Voice Việt Tân trở về, từ năm 2014 đến nay, ông ta chỉ còn du hành đến các nước châu Âu để giao du với chính khách và các nhà Việt kiều yêu nước ở châu Âu, với hy vọng Việt Nam sẽ sớm giống như các nước Đông Âu và có một cuộc cách mạng đường phố lật đổ thể chế ôn hòa các mô hình cách mạng dân chủ mà ông Nguyễn Quang A đã hô hào học theo vừa qua đều là nghiên cứu từ các nước Đông Âu là chủ yếu. Bản tuyên bố này đã thể hiện dấu ấn của ông Nguyễn Quang A và giới nhân sĩ trí thức trong nước đồng hành với ông ta lâu nay, thì cũng đồng thời như là lời kêu gọi hướng đi mới để vực dậy phong trào dân chủ này. Như vậy, bản tuyên bố này hé lộ cho ta thấy một xu hướng mới rằng trong ví các nhà dân chủ Việt, đồng euro có thể sắp thay thế đồng đô la. Xu hướng này có thể liên quan đến sự gia tăng tầm ảnh hưởng của một loạt các cá nhân và tổ chức chống cộng thân châu Âu chi phối trong phong trào dân chủ Việt. Có thể khẩu hiệu mới của ông Nguyễn Quang A và đồng bọn tới đây không còn là thân Mỹ thoát chung nữa mà là thân Âu hướng Tây trăng.